tìm quay cho các bạn xem cái đuôi khiếu đang ngớp các bạn nhé. Kín đấy, cửa đâu ơi? Ơ cái này cửa chỗ nào thọc vào được nhỉ? Đưa các bạn xuống cái này xem ít cho màu bổi đó nhá. Kín quá. Đây có một bạn chuyên về chim cảnh với cái số lượng lớn luôn các bạn. Này không biết có nhiều không? Đây là một nhà chim thế này. Dạ quên làm gì? Tôi vào phát xem. Ở bên kia rồi. Là cũng đi nước ngoài. Ở đâu có chim đâu, tận bên kia chứ. Quá là cất kỹ đây cho cắn một cái. Lối vào đâu Sơn ạ? À kia cửa kia ra. Cảm ơn nhá. Ôi, đánh của mẹ. À đây, ở lối đâu chứ? Cửa hẳn đâu ạ? Không, không cửa. Này nguyên tìm lối vào chứ. Vào quay phim tí mà. Có tìm cửa đây. Đáng này tìm cái lối đi vào các bạn nhé. Cái kín khó tìm luôn. À đây, qua đây, cửa rúc rúc rúc. Qua đây rúc rúc rúc. Rúc vào. Đây bên này chạy rồi, ôi cửa. Đóng chắc thế này, có bay ra không á? Không. Đây là hàng bưởi các bạn nhé. Đợt này cũng có ít thôi, không nhiều lắm. Chào màu lo là chào màu bưởi, rúc được vào mà, vào hẳn trong xem. Này có ít nhỉ? Có ít thì cho nó bay ra. Đây, toàn bộ hàng bưởi già rừng luôn, đẹp thật. Chuối lông đùi. Chuối, ăn cám như gà. Đây, cái nguồn thức ăn dành cho bưởi đây. Cắm gà và chuối. Tiếc là đứa các bạn vào dịp này hơi ít chim để ngắm các bạn. Tầm 30 con. Ít rồi này ít. Con đợt vào nhiều lắm. 1.000 con. Đi giả nó bay ra. Nó mà có khiếu đẻ đâu biết. Nó mà có khiếu ếch ở đâu rồi biết. Nói chung là này hàng bổi ít các bạn, có tầm 30 con. Giờ đưa các bạn đi tìm xem cái đuôi khiếu nó đẻ nó ấp ở đâu các bạn nhé. Ngắm một xíu. Thấy bảo là cái đuôi khiếu này ấp lứa này lứa thứ hai rồi các bạn. Lứa trước ấp bị hỏng, lứa này đang hiện tại đang ấp 3 trứng. Chuẩn bị ngày lở đấy. Khiếu ấp ở dưới đấy là Sơn đâu nhỉ? Dưới này là chim hay là gì? Con này cắn không ai? Chim dưới kia bao nhiều chứ còn. Khiếu ấp ở đấy à Sơn ơi? Tìm khiếu cho các bạn xem mà. Không biết chỗ. Đâu. À rồi đấy. Đang ấp, đang ấp. À cái ấp góc kìa. Con chưa đáng đẻ sao vậy? Đẻ. Có đôi khiếu đang ấp các bạn. Ông chủ cho biết là đang ấp 3 quả các bạn nhé. Ghép đẻ cũng nhanh thuần thôi, dễ đẻ. Nó căng này hơi khó xem các bạn. Nhưng mà đang ấp mình không dám lùa máy vào sợ nó bỏ tổ ấy, nó hỏng mất. Nó mới ấp đấy các bạn nhé. Đôi mãi một góc thì khó nhìn quá.